Vâng, xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Hoa 89 Vlog. Thời gian gần đây thì kênh cũng hạn chế tương tác rất là nhiều, nên là hiển thị rất ít. Hôm nay thì Hoa làm một nội dung chia sẻ tới mọi người, đó là giá thể để ươm cây để có tỷ lệ sống cao và giá thể để trồng cây bông trang nhân lớn mọi người. Khi mình có cây giống thì mình trồng vào chậu, trồn giá thể nào để mình có thể vừa kết hợp giá thể vừa kết hợp phân bón để có cây phát triển nhanh nhất đây mọi người. Đó, đây là hiện tại là cây được 25 ngày. Đó, hiện tại là được 25 ngày mọi người. Đó. Đó, những cây bụp hoa này là những cái mà cây giống là để ươm mọi người. Đây. Hoa giờ lên mọi người xem nhé. Đây. Đó, mọi người nhìn thấy này. 25 ngày, rễ rất là nhiều luôn. Cây rất là khỏe ở ngoài nắng nhưng là cây vẫn không bị héo đâu mọi người. Thấy mọi người nhá. 25 ngày. Đó, mà là đây là giá thể mà Hoa dùng để ươm cây. Đó, nhưng giá thể ươm cây là giá thể khác, mà còn giá thể trồng cây là khác mọi người. Nên là hôm nay thì để Hoa quay mọi người kỹ cho mọi người xem nhé. Đây mọi người nhìn, đây là những cái cây mà 25 ngày tuổi này. Đó, cây giá thể, đây là giá thể bao gồm tỷ lệ là tro trấu 50-50 hoặc có thể là 4-6 gì cũng được mọi người. Đây, tro trấu trước khi đem ươm là phải được rửa sạch mọi người nhé. Đây là cái bầu mà đã ươm sau 25 ngày. Đó, ra rễ rất là đẹp luôn. Và cây này là Hoa chuẩn bị đưa vào chậu C5. Đấy mọi người. Cây rất là khỏe luôn mọi người nhé. Đó. Thì bây giờ thì Hoa chia sẻ thêm cái nội dung mà giá thể trong cây giống này như thế nào thì cho nhân tốt mọi người nhé. Đấy mọi người, bây giờ thì Hoa chia sẻ cái giá thể để trồng những cây giống mà mình đặt từ trên mạng về mua bất cứ nơi đâu. Đây là cái giá thể Hoa trồn rồi, đặc biệt trong này á là có 4 thành phần với cộng thêm một cái cà phê rồi mọi người. Đây là bao gồm là đất 20-30%, tro trấu sơ dừa còn lại 80%, còn ba loại này tỷ lệ thì mún đen này tầm khoảng 20%, còn lại là bạn bỏ sao cũng được nha mọi người. Với lại đặc biệt nữa, ở trong này Hoa có trồn thêm 1 ký bạ cà phê để chống kiến mọi người. Bạ cà phê để chống kiến vào đây ở là cũng rất tốt, hạn chế kiến. Đây, và chậu nếu mà mình làm tại nhà để mình trồng thì mình sử dụng chậu to hơn đó, theo thời gian đó. Còn bên Hoa thì nhà vườn thì Hoa sẽ dùng cái chậu C5 này để thay những cái bầu đất này mọi người. Hiện tại cây giống được 25 ngày. Đây mọi người. Đây mọi người nhá. Hiện tại cây bầu đất này là được 25 ngày rồi này. Rễ quá trời rễ luôn. Đó, thì tầm khoảng 40 ngày thì mình bón phân được mọi người nhá. Đây. Rễ trắng xóa. Thì mình vào chậu này tầm khoảng 15 ngày. 15 ngày nữa thì mình bón phân mọi người. Đây là cái giá thể mà mình trồng thì rất ít bị vàng lá mọi người nhá. Còn nếu mà thiếu đất, thiếu thì cây rất dễ bị vàng lá. Dù kết hợp phân bón thì cũng dễ bị vàng lá mọi người. Sau một thời gian còn nhà vườn chuyên nghiệp thì bơm phân thuốc nhiều thì khác mọi người nhé. Đây. Đây mọi người thấy này. Chậu nào cũng rễ quá trời luôn. Đây mọi người. Rễ quá trời rễ luôn. Đây. Đó, thì nội dung hôm nay là Hoa chủ yếu chia sẻ cái giá thể để ươm cây. Đó, đó là gồm tro trấu có tỷ lệ 50-50. Còn giá thể để trồng cây thì bao gồm 5 thành phần. Nếu các bạn không có cà phê thì khỏi cũng được mọi người. 4 thành phần tro trấu sơ dừa. Và đất, đất thì các bạn kiếm đất ruộng đó mọi người, hoặc đất đen, đất nào tốt cũng được. Mình kết hợp trồng như vậy là nó có chất xơ mọi người. À, đây. Đó, như vậy là cây giống được 25 ngày tuổi. Mọi người xem kênh Hoa thì ủng hộ cho Hoa một like, một subscribe, đăng ký kênh để kênh tăng tương tác mọi người nhé. Đây là một cây đỏ sọc. Nói chung là ươm cành thì nó cũng khá đơn giản, dành cho các bạn ở nhà có thể ươm những cây mình đặt về, mình nhân giống ra nhiều để mình trồng thêm nhiều hơn mọi người.
Thì video thì cũng ngắn gọn, thì chào tạm biệt mọi người nhé. Còn các bạn nào muốn chuyên sâu hơn thì nhắn tin qua Zalo để kết hợp giao lưu chia sẻ mọi người. Các bạn nào mà có góp ý cách trồng cây nào nhanh hơn thì cũng góp ý vào dưới video để giúp nhà vườn và giúp mọi người có thể trồng cây tốt hơn mọi người, tránh trường hợp là trồng cây nó lâu lớn chậm phát triển. Wow, đó mọi người thấy không? Bầu rễ này quá gì là rễ không à, này là quá chắc chắn trồng là nhanh phát triển. Mọi người nhớ đón xem video tiếp theo để mình theo dõi những cái giống bông trang, để mình có thể có những cái giống bông trang đẹp về mình trồng tại vườn của mình mọi người.